hai thành phần quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh nói chung cũng như là cây thủy sinh nói riêng, đó chính là ánh sáng và CO2. Tuy nhiên, CO2 cần thiết và quan trọng với cây thủy sinh như thế nào thì không phải ai cũng biết. Và hôm nay trong video lần này của Green Happiness, chắc chắn rồi mình sẽ chia sẻ về CO2 và vai trò quan trọng của nó đối với cây thủy sinh. Mời các bạn chú ý theo dõi. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm một thí nghiệm nhỏ để đánh giá về vai trò quan trọng của CO2 đối với bể thủy sinh. Mình sẽ chuẩn bị hai chiếc bể với những vật dụng như các bạn có thể thấy. Mình đang tạo ra những cái khay để đựng chất nền. Ở đây, khay đầu tiên đó là đựng toàn cát. Khay thứ hai có cốt nền của vũ aqua và phủ cát lên trên. Còn khay thứ ba đó là cốt nền vũ aqua và phủ phần nền con cho soi lên phía trên như các bạn có thể thấy. Các khay chất nền này sau đó sẽ được mình đưa vào trong bể, cho nước vào và chuẩn bị cho quá trình trồng cây. Khi mà mình làm kênh Green Happiness và chia sẻ những kiến thức về thủy sinh đối với các bạn ấy, thì mình luôn mong muốn làm sao mà những thông tin mà mình nói ra đều dựa trên cơ sở của những sự kiểm chứng. Và ngay cả với đề tài về CO2 lần này cũng vậy. Như các bạn thấy đấy, mình đã tạo nên một thí nghiệm nhỏ thôi, và chúng ta có hai chiếc bể thủy sinh với các điều kiện môi trường là giống y hệt nhau. Hai chiếc bể với kích thước này, hai chiếc bể với những loại cây thủy sinh được trồng này, chất nền tương tự này, hệ thống chiếu sáng này, thay nước này, chế độ chăm sóc này, hệ thống lọc đều tương tự nhau. Chỉ duy nhất có một điểm khác biệt, đó là một chiếc bể thủy sinh thì có sử dụng thêm CO2 và một chiếc bể thủy sinh thì không bổ sung thêm CO2 từ bên ngoài. Và kết quả thí nghiệm này như thế nào thì mời các bạn chúng ta cùng xem tiếp. Mình tiến hành trồng các loại cây. Ở khay dài phía trước sẽ là trồng những loại cây tiền cảnh, ví dụ như là trân châu ngọc trai này, rau thơm này, hay là hồng ba tiêu này. Còn hai cốc phía sau sẽ là đại diện của những loại cây trồng trung cảnh hoặc hậu cảnh như là diệp tài hồng lá kim, vẩy ốc xanh, tân đế tài hồng, huyết tâm lan, hoàng thái dương. Về chế độ chăm sóc thì không có gì đặc biệt cả. Hàng ngày mình sẽ tiến hành thay nước, sử dụng một lọc thác đơn giản mà chúng ta có thể mua được ở hầu hết các cửa hàng thủy sinh. Về đèn thì mình sử dụng là máng đèn LED Chirot và ánh sáng trắng. Sự khác biệt duy nhất của hai chiếc bể này đó là một chiếc bể được bổ sung thêm CO2 cấp ngoài và một chiếc bể thì không bổ sung thêm CO2. Và kết quả như thế nào thì mời các bạn cùng xem ngay sau đây. Đến đây thì chắc là mình không cần phải nói nhiều nữa phải không ạ các bạn ơi? Chúng ta có thể thấy rất rõ và kết quả được kiểm chứng bằng mắt thường. Đó là chiếc bể thủy sinh mà bổ sung thêm CO2 bên ngoài vào thì cây cối phát triển rất là đẹp. Cả về sự tăng trưởng này, đẻ nhánh này, ra rễ này hay màu sắc của nó thì đều rất là tốt. Còn trong khi đó, chiếc bể mà không bổ sung thêm CO2 từ bên ngoài vào thì cây cối phát triển eo uột, thậm chí là còn đang bị tảo nâu bám kín rồi và có thể coi là toàn rồi các bạn ạ. Như chúng ta có thể thấy, quá trình phát triển của cây thủy sinh từ việc lên ngọn mới, đâm chồi và ra rễ đều phát triển rất tốt ở chiếc bể mà được bổ sung thêm CO2. Đây là cây vẩy ốc xanh bò và chúng bắt đầu quá trình xâm thực
và xâm lấn sang những cái vùng lãnh thổ khác, rễ chúng đã phát triển rất dài. Với chân châu ngọc trai, chúng phát triển xanh và bắt đầu bò ngay cả với phần nền mà không có đất nền. Còn ở chiếc bể còn lại thì các bạn có thể thấy tảo nâu đã lên rất nhiều. Sau khoảng 20 ngày thì chiếc bể này gần như đã không thể phát triển nữa. Cây cối đã dừng lại, rêu tảo bắt đầu xuất hiện rất nhiều và làm ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề về thẩm mỹ của chiếc bể này. Đây là cây hoàng thái dương và các bạn thấy ngọn của cây hoàng thái dương trong điều kiện không có CO2 và khi có CO2 khác nhau rất nhiều phải không ạ? Từ đó chúng ta có thể khẳng định một điều rằng là với cùng một môi trường phát triển thì bể nào được cung cấp thêm CO2 thì chắc chắn ở bể đó cây cối sẽ phát triển đẹp hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà lý giải cho vấn đề này là tại sao? Thì theo thông tin mà mình đã được tìm hiểu thông qua những cái bài viết này rồi là ngay cả những cái cuốn sách về thủy sinh hoặc nghiên cứu một chút về thực vật học thì mình thấy một điều rằng CO2 là yếu tố quan trọng đối với cây thủy sinh bởi vì nó tham gia trực tiếp vào quá trình quang hợp. Khi mà cây cối được chiếu sáng, cây cối nói chung cũng như là cây thủy sinh nói riêng được chiếu sáng á thì nó sẽ hấp thụ CO2 và thông qua quá trình quang hợp của nó thì chúng ta thấy rằng cây sẽ thải ra oxy và thu nhận carbon. Và carbon chính là yếu tố quan trọng thiết yếu để cây có thể phát triển. Khi mà mình đọc các cuốn sách thì người ta có viết rằng là đối với cơ thể của thực vật thì carbon nó chiếm tới 45% khối lượng thô của thực vật. Mọi các cơ quan của thực vật thì đều được cấu thành là có carbon. Vì thế nếu như lượng carbon ở trong nước không đủ thì cây thủy sinh nó không thể hấp thụ được. Và điều này dẫn tới là cây còi cọc kém phát triển. Và chúng ta thấy kết quả rất là rõ trong thí nghiệm của mình. Trong khuôn khổ của thí nghiệm lần này, các bạn cũng sẽ thấy với bát chất nền ở giữa, có cốt nền ở bên dưới và nền phủ ở phía trên, cây cối phát triển xanh và lên khóm dày phát triển nhanh hơn hẳn so với những bát còn lại. Và đương nhiên rồi, nó cũng sẽ quyết định đến khoảng thời gian tồn tại của chiếc bể thủy sinh của các bạn. Và thông qua thí nghiệm nhỏ này thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là khi chúng ta chơi thủy sinh, chúng ta cũng nên xem xét xem yếu tố nào là yếu tố quan trọng mà chúng ta có thể cần phải lưu tâm bổ sung vào chiếc bể thủy sinh của chúng ta. Một số người mình nghĩ rằng có thể các bạn đi hơi sai hướng một chút. Ví dụ như các bạn có thể đầu tư rất mạnh cho một bộ nền đắt tiền này, hoặc là mua máy lọc này đắt tiền này, vật liệu lọc xịn tốn tiền. Nhưng mà sau đó thì chúng ta lại cảm thấy rẻ rẻ trong việc phải mua một bộ bình CO2 khí nén cấp ngoài. Hoặc là các bạn từng hay hỏi mình những câu hỏi kiểu như là thế, ví dụ như là cái dung dịch carbon liquid đó, hoặc là CO2 dạng viên sủi thì liệu có tác dụng hay không? Mình nghĩ rằng chắc chắn là nó có tác dụng. Nhưng tuy nhiên chúng ta thấy một điều rằng carbon nó quan trọng với cây thủy sinh đến như vậy. Mà khi mà chúng ta bổ sung dưới dạng là carbon liquid này hay là carbon dạng viên sủi thì chúng ta lại khó có khả năng cung cấp một cách thường xuyên liên tục cho cây. Bởi vì là có thể là ban ngày các bạn đi làm chẳng hạn, chúng ta đi học chẳng hạn, chúng ta chỉ có thể cấp vào buổi sáng lúc chúng ta đi này và sau đó mãi đến tối chúng ta mới về, lúc đó cây chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đến nơi rồi. Hoặc là hôm nay chúng ta nhớ thì chúng ta cho vào, ngày mai quên mất thì có khi chúng ta lại chả cho vào cả tuần rồi, không cho CO2 hay là không bổ sung thêm carbon liquid luôn. Thì cây nó không thể có nguồn carbon để nó phát triển được. Vì vậy là giải pháp về mặt lâu dài, giải pháp về mặt tối ưu nhất vẫn là việc sử dụng bịch CO2 khí nén ở bên ngoài. Và đến đây thì video của mình xin phép được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. Xin chào tạm biệt.